Em xin chào quý vị và các bạn. Để em lại tiếp tục vừa khui ra được thêm một cái máy máy này gọi là máy chắc là máy massage. Đó. Chắc là máy massage nhé. Đây. Bề ngang của nó thì rất là lớn. Đấy, bề ngang của nó rất là lớn nhé. Đấy, bình thường các cái khác nó chỉ bằng khoảng 2 phần 3 cái này thôi. Đấy. Bề ngang này rất là lớn nhé. Đấy thì cái này thì là của hãng chuyên về về y tế này, Omron, đấy. Y tế sức khỏe. Đấy. Ở đây thì em sẽ em không phải là cái người mà gọi là hướng dẫn điều trị trị liệu hoặc là massage chuyên gia. Đấy. Ở đây em sẽ chỉ có biết thao tác về cái máy như nào thì em sẽ quay lên cho quý vị nhá. Đó. Con này thì đây, trước khi ấy em giới thiệu qua nhé. À, đây này. Con này xung quanh đây nhé. Con này nó nặng cho nên là bình thường các con khác là di được ngay nhưng con này thì di nó nặng tay. Đấy, phải nhiều nhịp thì mới di được. Đó. Cái bàn thì có những cái quay thì nó nhỏ, nó không ấy. Đây, đó. Đó. Đây. Nó có các cái cục như sau, nó một hệ thống ở đây này, một hệ thống giữa này, một hệ thống ngoài này này. Đó. Thì bây giờ em sẽ bật lên nhé, để quý vị và các bạn xem nhé. Đây. Đấy, mấy cái nút này thì mình chả biết nút nào thì bây giờ bắt đầu ấn nhé. Ấn nút này đầu tiên này, đó. Ấn nút này đầu tiên nhé, thì nó có cái, à, quý vị nhìn này, đấy, quý vị xem nó hoạt động nhé, đó. Đấy, ngược đi ngược lại đây, đấy. Nó có các cái viên bi này, viên bi, xoay đây, đó. Cái này cũng không, đây, ở giữa này nó cũng xoay này, đó. Ở giữa này xoay và bóp đây nhá. Ở dưới này nó cũng có những cái viên bi nhỏ đó. Đó. Đây, ở dưới này có viên bi nhỏ rất xoay đó. Cái này chắc là ấy chân và ấy tay đó. Cái này chắc là massage chân và massage tay đó. Đó. Mình có thể để tay này hoặc là có thể để chân vào nhé. Đó. Rồi đây là nút thứ nhất nhé, đây nút thứ hai xem nó có cái gì này. Đó. Đó. Nút thứ hai là xoay đi này, đó. Đó, chỗ này cũng xoay này, đó. Xoay vào bóp, đó. Xoay vào bóp, đó. Xoay vào bóp, đó. Tiếp đến nhá, à ấn thì nó lại ngược lại, ấn thì nó lại xoay đi rồi, ok, lại tiếp tục xem nào, đó. Lắc hai đèn đỏ này sẽ là gì, cảm giác thì nhanh hơn hay sao, nhanh hơn, đó. Nhanh hơn. Đó. Rồi ok, nhanh hơn. Đó. Đó, xoay ngược lại cũng nhanh hơn. Đó. Đó. Em sẽ không nhớ những cái này được đâu nhá. Đó, quý vị nào lấy thì sẽ xem kỹ video này để biết cách sử dụng, không về là gọi cho em này, em chịu bởi vì mấy cái đồ này nhà không phải chuyên gia của nhà em, là em sẽ bán thanh lý hết nhá. Ok, xuống dưới rồi, biết thằng trên này. À, xoay xong lại dừng, thằng kia xong dưới xoay liên tục. Tức là thằng này là đầu tiên tốc độ chậm xong tốc độ cao, xong lại tốc độ chậm, xong lại xoay ngược lại, tốc độ chậm này. Xong tốc độ cao này. Xong tốc độ cao nữa này. Rồi sau lại dừng lại và tốc độ chậm quay ngược lại này. Rồi ok nhé. Ok em thao tác hết tất cả các phím bấm rồi đấy. Đấy thì quý vị đây này, đấy, nó đang bóp này, đấy, đang bóp này. Tức là thằng này vừa vừa có những cái bi ở đây, đấy, mình vừa đặt ở đây về mình bóp ở và có bi nằm ở dưới, đấy, và cái này cũng có bi ở hai bên. Thằng này có rất nhiều các cái thao tác và các thứ để mình có thể sử dụng nhé. Quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhé. Những sản phẩm này trước thì nói thật với quý vị là toàn là phải xấp xỉ 2 triệu thôi. Đấy.
Nhưng mà bây giờ là nhà em bán hàng, cứ hàng về làm nhà em bán xà kho nhé. Nhà em bán xà kho hết cho nên để cho quý vị nào dùng thì ấy nhá. Đó. Con này điện 100V nha quý vị nhá. Con này điện 100V, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé, em xin báo giá luôn. Giá của con này em bán xả thanh lý luôn là còn có 790.000 thôi nhá, 790.000 đó. Giá quá bèo luôn quý vị ạ. Xả kho thanh lý hết bằng 1/3 giá bình thường bán nhá. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại là của em là 0966594581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.